Em có một con đồng hồ smartwatch đó, con này A75 nghe gọi luôn nè cả nhà. Đây bật lên nghe luôn nè. Đó, alo 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 alo. Đó, tại em đang dùng hai cái tắt nè. Đó, mình gọi trực tiếp trên đây luôn nha. Nè, có tin nhắn luôn nè, tin nhắn Zalo với Facebook nè, em test nè. Đó, còn gọi nè, bấm vô. Đó. Đây, bấm vô gọi nè. 900. Đó, rồi, hiển thị nè. Là Để lớn được chưa? trợ giúp bấm phím 3. Để biết Đó. số điện thoại của quý khách. Rồi, cái nút xoay vật lý nè. Đó. Mình cài được coi nhiều lắm nha. Còn ở trong xoay nè. Màn hình đẹp như điện thoại luôn nha cả nhà. Màn hình nó nét như điện thoại luôn. Nè. Có nút xoay nè, ấn nhanh hai cái đổi giao diện nè. Pin rất là trâu nha, sang ngang 42 càng 50 nha. Bây giờ em sẽ test nước cho cả nhà xem. Đây, em test nước là em chà rửa luôn nha cả nhà. Nè. Chà rửa sạch sẽ này, sạch bông luôn nè. Thấy chưa? Đó, mấy anh em nè, sợ này kia. Đó, dòng quân đội nha. Chà rửa sạch sẽ luôn. Mấy anh thử lấy đồng hồ thông minh của mấy anh làm giống em thử coi. Ngâm nước thoải mái luôn. Cái loa nè, chà vô loa luôn nè. À, xóa mạnh luôn nè. Đó. Coi chưa? Giờ thử bấm gọi lại nè. Tại có nước á. Đang nghe nè. Đó. Tắt nè. Đây cái loa nè. Đó, nó vô nước thôi. Đó, thấy chưa? Cũng nghe phà phà nữa nha cả nhà. Rồi có điều khiển giọng nói luôn. Con này cả nhà về kết nối, nó có update phần mềm luôn nha cả nhà. Update phần mềm luôn nha. Trong mục này nè. Phiên bản cài đặt nè. Đó, hôm bữa em mới update nè, đã cài đặt phiên bản mới nè. Rồi nó có đo huyết áp nha. Đây, đo huyết áp nè, nhịp tim nè, đây huyết áp rồi nha. Nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, tập luyện thể thao rồi đầy đủ nha. Phiên bản quốc tế nên có full tiếng Việt luôn. Nè. Chu kỳ sinh lý nếu mà nữ đeo nha. Đó, dành cho nam nữ. Dây rằng ri. Đó, ok chưa? Rồi, em mời cả nhà nha. A75.